Công việc cải tạo sân vận động Kanjuruhan tại thành phố Malang của Indonesia vẫn đang được diễn ra. Trong quá trình cải tạo lại sân vận động này, 21.000 ghế ngồi đơn sẽ được lắp đặt trên khán đài, mái sân vận động cũng sẽ được cải tạo vì tình trạng trước đó rất đáng lo ngại. Những hạng mục này được thực hiện với mục đích biến Kanjuruhan trở thành sân vận động thân thiện với khán giả, bằng cách ưu tiên hệ thống an ninh theo tiêu chuẩn nước ngoài. Dự án cải tạo sân vận động Kanjuruhan dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Sau thảm kịch khiến 135 người thiệt mạng vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, sân vận động này đã bị bỏ hoang và không được sử dụng trong một năm qua. Một số cơ sở vật chất và thiết bị đã bắt đầu hư hỏng và hao mòn vì không được bảo trì.